Hello baby. Con đi đâu á? Đi hả? Đi xa gì đó hả? Bé chay, bé chay đâu rồi? Chay đâu? Chay đó đó hả? Chay chay. Ok. Xin chào quý vị, hôm nay là Bằng Võ cùng với gia đình đang trên đường tới Chino Hill để quay cho quý vị coi những cái đồi hoa cải dầu màu vàng, thung lũng hoa vàng của California quý vị. Rất là đẹp. Và bây giờ là gia đình của Bằng đang trên đường đi tới Chino Hill đấy quý vị. Còn cách Chino Hill cỡ khoảng mấy phút nữa thôi, xung quanh đồi núi chập trùng quý vị. Hôm nay là Bằng không có lái xe. Nay Bằng có nữ tài xế riêng quý vị. Đây đồi núi chập trùng luôn, quay cho quý vị coi nè. Chino Hill mà những ngọn đồi ha. Đây phía trước đây quý vị. Đó. Đây thấy không? Quá trời đồi núi luôn, đồi núi chập trùng. Ở trên đó nó có hơi vàng vàng quý vị. Nhưng mà cái chỗ mà mình đến á là nguyên cái đồi hoa vàng luôn. Còn những cái đồi này là nó hơi vàng vàng thôi, nó lưa thưa quý vị. Chỉ có tháng này là ở California nó mới có cái hoa vàng này quý vị, hoa cải dầu quý vị. Rất là đẹp luôn. Không chỉ riêng gì cái vùng Chino Hill có, nhiều vùng khác của Cali cũng có nữa quý vị. Nhưng mà bởi vì là mấy năm trước thì Bằng đi ở Dana Point rồi, nên là năm nay muốn đi xa hơn tí xíu thì Bằng mới đi tới Chino Hill. Bây giờ là chuẩn bị rẽ vào đường 51 tới phía sau của Corona quý vị. Đường 71. Đường 71 để vô Corona. Bởi vì cái đồi nó nằm ở trong trong cái đường 71 này. Ở trên cái đường này là mình cũng đi ngang qua cái đền thờ Ấn Độ giáo quý vị. Cái đền thờ của người Ấn Độ á, rất là đẹp luôn. Nên là nếu mà chút mà trên đường về mà Bằng còn thời gian, Bằng sẽ ghé đó để quay cho quý vị cùng xem. Nếu quý vị nào mà chúng ta chưa đi thì chúng ta có thể dành thời gian cuối tuần để đi nha quý vị. Chắc trong tháng này thôi, chứ nếu mà hết tháng này thì hoa nó cũng sẽ tàn. Bởi vì bắt đầu vô mùa hè là hoa poppy nó sẽ lên, để nó thay thế cho cái hoa cải dầu này. Ồ, mấy ngôi nhà quá đẹp quý vị. Ở trên đồi kìa. Yeah. Bằng có một người bạn ở trên đây quý vị. Mùa hè trên đây rất là nóng nha. Và mùa đông trên đây cũng rất là lạnh luôn quý vị. Mấy ngọn núi hồi nãy đi ngang qua vẫn còn có tuyết. Dù là hôm nay là đã vô tháng 3 rồi mà mấy ngọn núi trên đây nó vẫn còn tuyết quý vị. Đứng dưới này nhìn lên núi là thấy tuyết không. Bằng đã tới nơi quý vị. Cái đồi hoa cải dầu nằm ở bên đó đó quý vị. Bây giờ mình sẽ đi bộ từ hôm đây đi qua hôm đó lên trên cái đồi. Và đây là cái chợ Robertson quý vị. Mình đậu xe ở đây nè. Mình đi bộ qua đây. Đó, quá trời người đang trên đó quý vị. Cái đồi này cao lắm nha quý vị. Quá trời đông luôn quý vị thấy không. Bây giờ Bằng sẽ đi qua đó, mình quay cho quý vị xem nha. Nhưng mà trước khi qua là phải chuẩn bị cho hai đứa nhỏ nữa quý vị. Cho bé Jay với bé Ray. Ê, hey, bé Jay nè. Ô, oh, bé Jay. Hello Jay Jay. Ủa, cái nón của cha Ân đâu rồi? Hello Ray Ray. Nón của bé Ân đâu rồi? Nón ăn hả? Ừ. Như ba nhớ bà để đâu ở sao á. Ok, đi nghe con. Trời, sao mặt không có kiểu biểu cảm gì vậy? Sao mặt con không có biểu cảm gì vậy? Cái này nón của mặt chị. Không có biểu cảm gì hết. Để từ từ ba tìm cho. Con đợi nón cho em hả? Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Để mẹ đợi cho em. Hai phải ơn. Yeah. Bé Jay xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào quý vị. Bây giờ là Bằng cùng với gia đình đang đi bộ qua bên cái đồi hoa cải dầu quý vị. Bên đây nè. Bên tay phải của Bằng nè. Đó. Có rất là đông người đang đi bộ lên luôn quý vị. Đông lắm luôn á.
Bây giờ mình đậu xe xong rồi thì mình sẽ đi bộ qua bên đó thôi. Nên quý vị nhớ nha, nếu mà có đi tới đây thì mình đậu xe bên đây, tại vì bên kia không có cho mình đậu xe đâu. À, bé chay nè quý vị. Hôm nay là bé chay được mấy tháng rồi ta? 7 tháng rưỡi hả? Yeah. Hi. Hello. Bé chay đã được 7 tháng rưỡi rồi cô chú. Rất là đông người phía trước luôn nha. Quá đẹp, quá đẹp. Phải đeo khẩu trang hả con? Hay mẹ đeo khẩu trang cho con gặp nắng nha. Quay lên phía trước cho quý vị coi nè. Đó, quá trời người đang bên đó quý vị. Mình sẽ đi bộ lên trên cái đồi. Chút nữa mẹ phải coi chừng Ray nha. Ray chạy cái chừng té, tại cái dốc hơi cao á. Đứng im đó ơn. Ok, thôi đi mẹ. Quá trời đông luôn. Ở đây họ không có cho xe lên ha. Ok. Lên chỗ mát nè. Ồ đây có hoa poppy quý vị, nhưng mà chưa có nhiều, lưa thưa thôi. Hoa poppy. Gì chỉnh đi. Đang chỉnh sửa cho bé Ray quý vị. Bé Jay chứ. Yeah. Hello Jay Jay, hello Jay Jay. Where are you? Để mày đợi lên, mày đợi lên cho. Mày kéo ra sau xíu cho thấy cái mặt của Jay nè. Ok, khẩu trang của Jay đó. Rồi đi nha. Con sẵn sàng chưa Ân? Ray. Trời ơi trời, con nó dặn người ta watch out kìa. Yeah, go. Rồi đi thôi quý vị. Đồi ở đây nè. Đó. Cao nha quý vị, coi thôi chứ cao lắm nha. Không thấp đâu. Đã chưa, đã chưa. Hi. Be careful on the way down. Yeah. Investing. Yeah. Thank you. Yeah. Chị nhóc mình coi chừng nó bị chuột á. Đây quý vị, đã chưa? Đã chưa? Wow. Nguyên một cái đồi luôn quý vị. Cẩn thận nhé, cái chị đó chị nói coi chừng nó bị trượt, nó lộn bộ xuống á. Nãy chị đó chị nói là em bé mà nó đi xuống á, nó quay đầu lại là nó lộn bộ xuống á, nên là em phải giữ nó. Em thích đeo không, để em đi không sao đó, cho em bụi đời luôn. Let's go, lên trên đây con. Đã chưa, tuyệt vời luôn quý vị ơi. Năm nay đi trúng ngay cái thời điểm là hoa nó đang còn nở tươi. Trời, người ta đi vô quý vị nè. Yeah. Có nhiều người ta đi vô trong giữa ta chụp á, làm hoa nó nằm sập hết luôn.
lâu quá không có vận động quý vị. Leo cái đồi có chút xíu thôi mà thở. Trời ơi, lâu quá không có leo. Leo xíu thở. Mệt quá, mà dốc. Dạ. Này đi lên cũng mệt, mà đi xuống cũng mệt đó. Con đi chơi nha, không có ngủ nha chị. Leo còn theo bé nữa. Dạ. Mệt rồi. Mệt đủ luôn cái đó. Chú có gần đây không chú? Không, ở trên lốt á. Ở trên lốt chú. À. Wow vậy. Tụi con ở tới với Lido Sài Gòn lên đi. À. Đẹp quá ha chú. Đẹp chứ. Yeah. Ủa, cái đồi này còn rộng quá hả? Còn nữa. Còn lên được nữa nè. Mới có nửa cái đồi thở quá trời. Nửa hết rồi đó hả? Chưa hết, còn khúc bên kia nữa kìa. Ờ, hẹn gì hôm bữa. Năm ngoái hả? Ai? Đâu đâu, không có đi xuống con, đi lên, đi lên. Ami, mami. Gì? Ami, mami, ami. Ẩm. Gì hết sao ẩm? Leo không nổi nữa hơn. Mệt quá, ẩm. Đã ha. Ẩm đúng hả? Thôi được rồi, lên đây chơi này, vô trong vườn hoa này nè. Thôi vô trong vườn hoa này mẹ chụp cho. Vô trong này, đứng ở này chụp cho, vô trong này nè. Nguyên một cái đồi luôn. Coi chỗ nào có đường mòn rồi đi nha mẹ. Ừ, chứ mấy chỗ chưa có đừng có vô dặm hoa hết. Đã quý vị. Trời ơi, bên kia còn đẹp nữa kìa. Sao vậy Trang? Bịt che mặt con hả? Che mặt em á. Lâu quá không có vận động quý vị. Nửa năm nay rồi bằng đâu có đi hiking đâu. Nha. Yeah. Leo mới chút xíu, đuối luôn. Thở quá trời thở. Ô, này có con chim. Con chim đây quý vị. Kêu cái hả? Ok, ba lên nè. Rồi, nó kêu ba đi nhanh lên. Wow. Ồ, cái nhà này khỏi cần mua tiền mua hoa trang trí ha. Tới mùa là nguyên một cái dãy trước nhà này là, nguyên cái dãy nhà luôn quý vị. Đẹp chưa? Mấy cái nhà này đã quá. Mấy nhà này bự không á quý vị. Còn nghĩ chắc phải 4 5 phòng trở lên á, cỡ 4 5 phòng không? Mà người ta sử dụng pin mặt trời quý vị. Quá trời solar luôn kìa. Ồ, hình như nhà nào cũng có hết luôn á. Và hiện tại bây giờ người ta chạy Tesla nhiều quá. Tesla họ có cái chương trình cho mình mua trả góp mấy cái này nè. Mấy cái pin mặt trời á, để tích điện để sạc cho xe Tesla. Thấy nhà nào cũng để trên nóc hết, nguyên một vàng luôn. Wow, đây đẹp quá. Đây quý vị. Đã chưa? Wow, tuyệt vời luôn quý vị. Che ơi, đẹp không con? Che bị che rồi. Hello Che, where are you? Here I am, how do you do? Woo. Yeah. Đã quá trời quý vị, vàng khè luôn. Hả? À? Bên đây cũng có mà con. Con nói gì? Đeo mask cho chứ không bị achu. Con đeo mask cho achu ai dạy con vậy? Wow, hoa đẹp quá ha. Quay gần cho quý vị xem. Quý vị. Đẹp quá. Ô, hay mình đi thẳng xuống đây luôn. Mình khỏi phải vòng lại. Đúng không? Hồi mình đi đó mình cặp mình về luôn. Không, từ từ đi.
Dạ, cái này nó có hai đường lên quý vị, đường bên đây với đường bên đây. Dạ, cái đường này xuống dốc quá nên là mình lên đường dốc thôi. Bây giờ mình xuống cái đường này, xuống đường bằng nè quý vị. Đường này bằng hơn. Cẩn thận không có chạy ưng. Té đó con. Mấy cái nhà này đẹp quá ha. Chừng té đó ân ơi. Chạy là hả? Chạy là đẹp quá đó hả? Chạy là quá đẹp quá, đẹp quá. Hồi lúc mà bé Ray quý vị, nó mới có như là 6 tháng hay 7 tháng gì đó. Cỡ bé Chay giờ nè. Là lúc đó hai vợ chồng em đi hiking dẫn nó theo cũng giống như Chay giờ để nè. Về hai cái mắt nó bị cháy nắng. Mắt cười chết luôn. Nên là bây giờ là kỹ hơn cho bé Chay có kinh nghiệm quý vị. Lúc đó là có con lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm. Bây giờ đứa này đứa thứ hai rồi nên là có kinh nghiệm. Không có gì lo lắng quý vị, rất bình thường. Nên giờ che cho nó, che nó tí xíu thôi. Chứ thật ra nó bị rồi cái mấy hôm nó cũng hết rồi. Ở đây thì tàn hết rồi, tàn bớt rồi. Chưa nở hay tàn? Chưa nở hết hả? Đó, té rồi, yeah. Bé Ân nó bị té rồi. Đứng im, lau hai cái đầu gối đi con. Té rồi đó, thấy chưa? Yeah. Trời ơi nè, thấy không? Đó, mất một miếng thịt rồi. Con đau không? Mẹ nói con từ từ con đi. Tại sao con nãy nói kêu con đi từ từ, sao con chạy? Con không nghe lời, trời ơi nè. Ôi nè, mất một miếng thịt rồi. Yeah, mất một miếng thịt. Ớt chưa? Trời. Sợ chưa? Con sợ chưa? Con có nghe lời mẹ không? Con phải đi chứ con không có chạy nữa nha chưa? Thôi lát nữa xuống dưới mẹ lau cho. Có nước không? Lấy nước rửa nó. Ừ, không đem chai nước hả? Ok, thôi chút xuống dưới rửa. Chút xuống dưới mẹ rửa cho nha. Dạ, đi con, không sao hết. Ủa, đây còn dài nè mẹ. Con đi chậm thôi nha không? Con đi từ từ, không có chạy nữa. Phải cho té lần mới sợ. Trời, cái chừng này, ăn cái chừng lọt xuống mấy cái lỗ này nè con. Lỗ, mấy chục chuỗi á. Bướm kìa. À, butterfly. Oh yeah, con bướm. Con bướm. Cái con spider. Nó không phải spider con, nó con dế. Con dế con. Con thấy con nào đen đen nó cũng spider hết. Nó chưa có nở nữa. Hình như nó nở rồi. Con thấy nè, nó ra cái bông màu trắng là nó tàn rồi đó. Có lông, nó không có lông thì đã ăn được. Anh này có lông. Có lông đúng không? Ờ. Đâu ăn được. Nếu mà cải mà không cải Việt Nam ăn được. Cải trời khác, cái này cải dầu. Nhiều người người ta lầm cải này với cải cải mà làm bù tạc á. Cải làm bù tạc nó cũng giống vậy luôn. Hello, chê chê, chê chê. Có che mắt không? Có che mắt chê chê không? Không. Chê chê giỡn với mẹ. Chê giỡn với mẹ đó. Ô, có người đi trên đó kìa. Bước trên đó luôn. Cà quá. Hết chưa? Không khí rất là mát luôn quý vị. Bây giờ là giữa tháng 3 rồi nên trời nó cũng bắt đầu ấm trở lại rồi đó. Hết lạnh rồi. Trời còn xa lắm em ơi, không nổi đi, không nổi đâu. Trời lúc trên kia kìa. Bướm chay kêu con ăn quay lại đi. Ồ cái cây này nó cao dễ sợ vậy trời. Cao ha. Ừ. Mấy cây kia nó thấp. Mấy cây không, ở trong này mấy cây này cao chứ. Sao nó chim quá trời vậy? Wow, quá đẹp. Hello. Rex. Stop. Wow. Nhìn quá. Wow.
Đẹp không con? Hoa đẹp không? Sao vậy? Sao vậy con? Grace. Hoa này hả chị? Sao vậy? Hoa đẹp không? Chim nè, quê chim nè. Chim nó bay chứ, quê chim gì? Chim nó bay chứ, sao con... Chim bay gì? Con đâu có thể bắt chim lại được. Yeah. Cái gì đây? Đây có cái sông gì ta? Không biết này dùng để làm gì luôn ha. Để làm gì ta? Đây làm gì ha? Quay lại không? Không về, không chịu về. Thôi đi về con, đi về. Quay, con quay đầu lại con, hướng này. This way. Bên này có hoa với chim nữa đi. Rồi đi thẳng luôn. Bây giờ mình đi về quý vị. Thật ra là còn đi được xa quý vị, nhưng mà bằng thấy xa quá rồi. Bằng thấy xa quá rồi, với trời nó cũng bắt đầu nắng lắm rồi. Nên là bằng phải quay lại thôi. Đi tới đây thôi. Quý vị nào muốn đi nữa cứ đi tiếp nha. Cái đồi này còn rộng lắm. Nhưng mà chắc mình đi đường ở dưới này đi, không cần leo lên đồi đâu. Đi đường vô đi về luôn. Từ từ đi con, không có chạy.